Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo ẩn vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ ông ân, cho con giữ phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao lời. Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Kính thưa cộng đoàn, giờ thương xót chiều hôm nay xin cộng đoàn cùng hiệp ý với một gia đình xin cầu cho linh hồn Lucia và linh hồn Vero, ba gia đình xin cầu cho linh hồn Maria, một gia đình xin ơn chữa lành và được bình an, một gia đình xin cho cháu Giuse Trần Khang được ơn chữa lành và được bình an, chị Bích Thu xin phó thác mọi sự trong tay Chúa và xin cho gia đình được bình an. Một gia đình xin cho chị Nguyễn Thị Mai được ơn chữa lành và việc giấy tờ được thuận lợi. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Đa Minh. Một gia đình ở giáo họ An Tôn xin ơn chữa lành. Một gia đình xin cho cháu Maria hết bệnh động kinh và trầm cảm. Xin cho Philippe Giuse Ferro bỏ cờ bạc ăn nhậu và xin cho đại gia đình được bình an. Và hôm nay là thứ hai, xin cộng đoàn cùng hướng ý cầu cho anh chị em công giáo. Xin mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa đoái nghe lời con thiết tha, tình thương bên ân tràn lan ơn
Chúa đã chịu chết mà Chúa tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hối thánh dây thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu. Thì Chúa sẽ ban ơn cho con dự đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phán nghịch lối nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lân xa gì tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin đời bà Maria đồng trinh, chiều nam đời quan phong Siêu Pilato, chiều đông đền trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tâm, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, biết tìm nguồn hy sinh.
chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao la sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, biết tìm nguồn hy vọng nào. Chúng con đang vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Cha hằng hữu, linh hồn và thần tin của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tin của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con đang yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tiên của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để được vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mắt lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mắt lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mắt lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi.
Chúa Chúa khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa đã dìu con bước đi dù trong khó nguy vì Chúa vẫn thương con. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển dòng suối nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bao tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ che che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót Chúa, sẽ đưa con đi trong an bình. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mang vào tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con không hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này đi ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mẹ của chúng con, và giống như một dân y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy chăm sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria đấng thân Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiến trì muôn đời.
tặng Thiên Chúa ban cho thời đại chúng con, cũng là món quà đất nước Ba Lan dâng tặng cho toàn thể hội thân. Xin cho chúng con nhận ra lòng thương xót thâm sâu của Thiên Chúa, giữ chúng con cảm nghiệm và sống lòng thương xót Chúa giữa anh chị em chúng con. Xin cho sứ điệp ánh sáng và hy vọng của thánh nữ được lan tỏa khắp thế giới, thúc đẩy tội nhân hoan cải, xóa dịu những hận thù và oan ghen, giúp cho mọi người và mọi quốc gia mở lòng thực thi tình huynh đệ. Hôm nay cùng với thánh nữ, chúng con chiêm ngắm dung mạo của Đức Kitô phục sinh. Xin giúp chúng con có được tâm tình cầu nguyện đầy tin tưởng phó thác như thánh nữ, để với niềm cây trong kim vương, chúng con thưa lên lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Amen. Ngày thứ hai, cầu cho anh chị em công giáo. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này, vì tình yêu kỳ diệu của trái tim Chúa đối với Cha trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin đem ơn từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa. Họ là gia nghiệp của con chi thân Cha, nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của người. Xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi, như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiên, nhưng cùng với các thiên thần và các thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, xin chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh tin kính để cầu cho các đặng linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Cha là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba thời trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài
người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chốn liên hình nhổ tôi vọng tiếng bao linh hồn con than niềm thành tin dâng mẹ nhân ai nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha phần này từ vương xa trời xin chưa chê chưa bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng trên hiển vinh sang lang hàng như chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Lạy thánh Phố Tì Na cầu cho chúng con. Lạy thánh Giáo Hoàng Do An Phao Lô II cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.